Sợ quá, đúng rồi. Về cho đất mẹ luôn rồi anh em ơi, 81 triệu. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tới công chuyện, tới công chuyện, 78 triệu. Húp húp húp. Bay rồi nhé, bay rồi, bay rồi. Một pha được gọi là clear quá đỉnh cao đến từ 237 và anh em chúng ta đồng minh. Tới rồi, 75 triệu. Xuống rồi, đang xuống rồi. 75 triệu. Ông này đang chờ đợi rồi nha, ông này đang chờ đợi rồi. Mr. Hop đang kéo lên trên rồi anh em, Mr. Hop William. Thủ là anh em biết rồi, thủ là chúng ta biết rồi. Anh em này đang offline, 73 triệu. Mới bay tới lui luôn hả? hello anh em. Ngon rồi, còn một người này đang đứng đây nữa, 89 triệu. Tới luôn, không xích luôn anh em, nói chung là chúng ta chơi auto luôn mà, chúng ta chơi đẹp luôn, không xích luôn. 70 triệu, đang giảm xuống rồi, ôi dồi ôi, Rio, boss Rio đang tới này luôn rồi. Xong luôn rồi, hai cụ sẽ về với nhau, hai cụ sẽ về với nhau. Tới công chuyện luôn rồi, tới công chuyện luôn, bay rồi, không chịu nổi. Cụ này chắc phải về với lòng đất rồi, về với đất mẹ luôn rồi, 68 triệu. Giảm 10 triệu đi sức mạnh rồi anh em, trong tích tắc luôn. Tới công chuyện rồi. Tiếp nào, bay ngay và liền luôn, không còn chờ đợi được nữa. Dạ em cảm ơn anh boss Minh Tâm rất là nhiều. Chảy quá anh ơi. Không còn gì nói nhiều nữa. Một vàng anh em của B2B bên phía 2429 đã phải nằm xuống rồi anh em ơi. Boss Minh Tâm đã lên rồi. Anh em cho FPB xin một like để gửi tặng boss Minh Tâm giúp FPB nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Tiếp tục Yago anh em ơi. Gói thay đổi số phận đã được gửi cho thanh niên này rất là nhiều rồi. 61 triệu. Phải chạy gấp rồi anh em ơi. Hãy gọi 115 cầu cứu. Xong rồi, không xong rồi, Constantine đang phòng thủ đây mà không có thay đổi luôn là thấy hiểu rồi. Không biết ông này còn nhiều tài nguyên hay không nữa. Trần Bảo ơi, anh em có đứng đây hay không? Có thể là do 8 cho FPB xin một cái này được hay không? Chúng ta đang rất là nghèo, đang rất là cần nhiều tài nguyên. Xong rồi, 59 triệu rồi, xong luôn rồi, toàn luôn rồi anh em ơi. Chào quang cờ, người ra đang phòng thủ trong này. Cháy rồi, một mình boss thôi. William Gali, boss sắc Gali và boss Mr. Hop Swam. Xong cờ luôn anh em ơi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Hay cháy hoài hơn boss đâu anh em. Swam tiếp tục và Swam. Bẫy đạo Swam vào trong cây cờ rồi. Bởi vậy buồn hết sức luôn. Tiếp tục sao quam kia cờ luôn rồi. Oh my god, đồ bạn thủ cứng quá. Vẫn chưa anh em, cứ từ từ. Boss không cần ngại, không sợ chết lính. Đó, giảm hết luôn điểm sức mạnh luôn. Boss cũng phải nói là cống hiến đến cùng. FPB, ok, FPB nhớ rồi. Ok, cháy cờ nhé. Boss Swam cờ gắt quá gắt. Oh my god. Boss nói để boss tăng luôn cho. Tới công chuyện được chứ. Thôi boss chịu tăng luôn rồi anh em ơi, boss chịu tăng luôn rồi. Bởi vậy, thiệt chứ. Boss tăng luôn cho anh em Swam luôn, khỏi mất công Gali. Quái ca trưởng thiệt. Rồi, sắp xong rồi. Hera sẽ phải nằm xuống ở pha cờ này rồi. Bởi vì chúng ta hiện tại đang rất là máu. Chúng ta đang rất là đông. Boss chỉ giảm nửa cây máu thôi.
hôm bữa FPP có diễn kiến được một số món đồ của boss, là hầu như dường như là 6-7 đạo boss đều full đồ 5 hết anh em. Boss đều full đồ 5 hết luôn. Quái cả đạn được chứ. Rồi còn chấm máu nữa thôi, còn chấm máu nữa thôi. Phải nằm xuống rồi anh em ơi, còn phải nằm xuống rồi. Xong rồi, xong rồi. Cháy là cháy thôi, cháy rồi. Rồi William Wallet lên hỗ trợ là thấy xong rồi. Hay quá anh em ơi. Tiếp tục boss swarm thành công. Quá thiệt chứ. Khủng ghê. 67 triệu boss swarm một phát một đi về với đất mẹ luôn rồi. Tới công chuyện luôn. FPB nghe nói là 7 đạo của boss đều là đồ 5 cấp 5 hết luôn anh em. Swarm một phát một là cháy luôn. Kinh thiệt chứ. Rồi khiên rồi, khiên rồi. 66 VLAN. Bật khiên rồi anh em ơi. Nhưng mà thật sự thật sự quá kinh khủng. 60 mấy triệu boss sao qua một phát một là coi như là đi về. Đi về với đất mẹ luôn. Lót dép nhẹ để xem các anh em được gọi là Yago. Chiến cuối BBQ. Rồi xong luôn. Một nốt nhạc. Và bên phía bên đây như thế nào đây? Ồ bọn em chạy xuống tới đây luôn rồi. Càng quét dưới này luôn rồi anh em ơi. BBQ. Giờ Tere Gundam luôn rồi. Bởi vậy Boss Genie kéo xuống đây. Rolfish Rolis. Mới ăn 2 tô mì xong hả? Ồ ok ok. FPP nhìn thấy rồi. Mr. Hop biết ngay mà. Bởi vậy cảm ơn Thanh Huy rất là nhiều. Boss không chừa một ai luôn. Hello AB Ale. 100 triệu mà boss cũng không chừa luôn. Hồi nãy 172 triệu boss cũng lâm le. Nếu mà đứng ở một chỗ đó coi như là boss tốt luôn cơ chứ. Làm luôn không boss ơi? Chờ tôi với hả? Vậy chắc đang chờ William anh em. Chắc là đang chờ William. Ok, được chứ. Xem thử coi đất này liệu có di chuyển hay không. 9 tỷ rồi. Bao nhiêu điểm lính chết rồi đây? 67 triệu lính chết. 100 triệu điểm sức mạnh. Migo Push DBL. Swarm luôn rồi anh em. Không chờ đợi gì nữa hết. Swarm luôn. Dứt luôn rồi. Trời ơi 100 triệu mà anh em nhìn thấy Swarm kìa. What the hell thiệt chứ. 7 đạo của boss. Thêm 7 đạo của boss Rio. Nửa cây máu. Hay ra đâu phòng thủ trong này rồi. 100 triệu. Nửa cây máu. Xuống rồi, xuống rồi. Xuống rồi anh em ơi. Còn lại phân nữa. Máu đỏ luôn rồi. Boss đang kéo ra rất là nhanh. Bởi vì sử dụng chiến lược là khi mà vừa hết máu là boss sẽ ây da. Bay rồi. 100 triệu với boss thì nó cũng là chuyện nhỏ thôi. Boss vừa kéo ra thêm cái đạo. Tới công chuyện được chứ.